Em chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn xin chào cô chú anh chị nhé. Thì hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2020. Em lên một video để chia sẻ cho cô chú anh chị một ít cái hàng. Có kia hôm nay thì có bệt ma bó này. Cái này của nhà cô Hải Đình này. Có mấy đơn 5 cánh trắng quái thú này, kia còn 2 kỳ to nữa. Em nhặt ra một ít kỳ trắng Vũ Tuấn Anh. 1 2 3 4 5, 5 con kia F22 lập thạch. Và bên này là 1, 2, 3, 4 con 6 mắt Thái Bình. Và đây có một con mặt cua. Đó, thì em sẽ vào chi tiết từng đơn hàng mọi người nhé. Rồi, đây là mặt hoa của cây bệt ma bó. Cái này là cây con bệt. Bệt này nguồn gốc của anh Triều Nguyễn. Em cô Hải Định cô mua kỳ. Thì đây cây của cô năm nay nó được như thế này. Đây ạ. Con này là con bệt của nguồn cây của anh Triều Nguyễn. Đây. Cô Hải cô ấy cắt mang về thì nó được như này. Thế này em đợt trước em đã cắt lấy kỳ bán rồi. Ở đây đợt này nó có được 3 kỳ này. Đấy. Thì em cắt về chia sẻ anh chị. Đó. Thì em cũng chia sẻ cô chú anh chị luôn. Đó là cây chuẩn hoa chuẩn. Mặt hoa đây. Đó. Em sẽ để cho cô chú anh chị xem. Đây là con bệt của bác Triều Nguyễn của Bắc Cạn. Em quay buổi trưa nó hơi bị loa máy. Rồi em vào hàng luôn nhá. Đây thì ở đây 3 kỳ này. 3 kỳ bệt của anh Triều Nguyễn Bắc Cạn. Em lấy ở nhà cô Hải Định ra này. Cây của anh Triều Nguyễn Bắc Cạn sổ. 3 kỳ rất là đẹp. 3 kỳ này thì em bán với giá là 3 triệu 500 nghìn trên 1 kỳ nha mọi người nhá. Số 1, số 2 và số 3 này. Là 3 triệu 500 nghìn trên 1 kg. 3 kg bệt ma bó. Quay buổi trưa bị lóa quá. Đó, 3 kg. Rồi, đây là 5 cánh trắng quái thú. Đến 5 cánh trắng quái thú em cho mọi người xem hoa. Đây ạ, đây là bông 5 cánh trắng quái thú. Đó, 5 cánh trắng quái thú nhá. Đây, bông rất là to và cực đẹp luôn. 5 cánh trắng quái thú. Đó, hoa đây nha mọi người nhá. Đây, em vào kỳ luôn. Đây, còn về cây 5 cánh trắng quái thú thì nó có một đặc điểm rất là dễ nhận. Đó cái lá của nó này. Mọi người nhìn cái lá nó này. Nó cứ xoăn kiểu như này. Đấy, đây này. Đây này. Đấy, nó cứ xoăn nó dị một chút. Chậu này của em nó còn rất là nhiều kỳ trên thân nhưng mà chưa có rễ, chưa cắt được. Đây em sẽ bán cho mọi người. Rồi, đến đơn số 04 này là 5 cây trong quay thú nhá. Đây hoa đã nở ở đây rồi này. Thì cái này nó là một cái mắt kỳ. Nó lên xong nó lại đứng không lên nữa thì nó có rễ rồi. Đây nó đang sưng lại một mắt đây này. Đấy, nó đang đẻ đây này. Đó. Và cái này. Cái này thì em không hiểu lý do gì. Nó quái dị mức độ ở đây nó có một mắt này. Và bên này nó cũng đang mọc lên một cái nữa này. Nhưng mà nó thắt ngọn rồi nó cũng đang đẻ luôn. Đó. Thì cả cái hai cái này. Quay cho mọi người rất là dành rồi nhá. Hai cái này em bán 1 triệu. Hai cái này em bán 1 triệu. Còn đây. Đơn số. Đấy là đơn số 4. Đây là đơn số 5. Đơn số 5 này là 1 triệu 800 nghìn. Đây kỳ này. Nên rễ rất là đẹp rồi. Cắt khúc ươm tự nhiên. 1 triệu 800 nghìn. Đơn số 5. Đơn số 6 cũng vậy. Cũng cắt khúc ươm tự nhiên lên rễ rất là đẹp rồi. Cũng là 1 triệu 800 nghìn. Đơn số 6. Còn về hai cái kỳ to ở trong này. Thì hai kỳ to ở trong này em bán là 3 triệu trên 1 kỳ. Đây hai kỳ đây. Rất là to luôn. 5 cánh trắng quái thú mọi người nha. Hai kỳ này là 3 triệu trên 1 kỳ. Rồi. Còn đây là trắng tuyền Vũ Tuấn Anh. Bông trắng tuyền Vũ Tuấn Anh. Bông rất là to và cực kỳ thơm. Trắng tuyền nhá. Trắng Vũ Tuấn Anh. Bông cực to cực thơm. Rồi kỳ của nó đây. Kỳ đây ạ. Thì, kỳ đầu tiên này 700 nghìn. Em quay buổi trưa nên nó hơi bị lóa, mọi người thông cảm nhá. Đây. Kỳ rất là đẹp luôn. 700 nghìn. Số 07. Số 8 này 700. Số 9 này 700. Dễ rất là khỏe. Kỳ cắt khúc ươm tự nhiên rất là khỏe luôn. Số 10 600. Số 11 700. Vũ Tuấn Anh. Trắng Vũ Tuấn Anh. Số 12 700. Cái này còn một mắt ngủ nha. Số 13 700. Số 14 600. Số 15 700. Số 16 700. Số 17 800.
kinh rất là to. Số 18 700. Số 19 700. Số 20 700. Số 21 600. Đó là trắng Vũ Tuấn Anh. Rồi, tiếp theo là về dòng lá gân phía 2 lập thạch. Đây em sẽ cho mọi người xem lá của những cái cây 51 nha em trên vườn. Đây là dòng lá gân phía 2 lập thạch nhá. Mặt hoa đang được nở mấy ngày hôm nay đang nở rất là nhiều trên vườn. Đây, lá này. Bông này. Bông cánh bầu cực kỳ đẹp luôn. Lưỡi rất là đẹp. Đấy. Cây ở trên thân này thì nó chưa có rễ. Vừa nãy em có đăng mấy cái ở trên Zalo ấy. Thì nó mấy cây ở trên em mới đăng trên Zalo thì được có 4 cây ở trên thân có rễ rồi. Thì em vừa đăng Zalo. Còn ở đây là em bán cây cắt khúc ươm tự nhiên. Đây, bản lá gân rất là đẹp nhá. Rồi, vào hàng luôn. Đây, còn hoa thì đây. Cái bông mà em vừa quay cho mọi người xem nó nở hôm nay là ngày thứ 6 thứ 7. Gần chục ngày rồi. Đấy, còn đây là bông nó mới nở ngày thứ 2 thứ 3 này. Đấy, bông này. Rất là đẹp. Đó, thì đây. Giò mẹ năm ngoái thì em quay cái dòng này em quay rất là nhiều rồi. Thì cái chậu này là nó hai chậu, một chậu nó hai kỳ. Thế nên là bán cả hai kỳ mọi người hơi khó sưu tầm, nên em nhổ ra, cắt làm đôi ra để đặt vào chậu cho nó dễ thôi. Dễ bán thôi. Cho nó không bị lẫn. Đây, kỳ đầu tiên em nói luôn là em nhổ lên rồi nhé. Đó, kỳ đầu tiên này em bán là kỳ số 22 là 1.500.000. Đây là dòng lá gân phi 2 lập thạch. Kỳ rất là đẹp luôn. Đó, lá tròn xoe như lá mít. Dễ rất là đẹp, kỳ cắt khúc ươm tự nhiên. Đây là số 22, số 23 cũng 1.500.000. Đây, dễ này. Rất đẹp. Số 24 cũng vậy, 1.500.000, cái này được thêm một kỳ nhỏ đây nữa. Đó. 24 cũng vậy. 1.500.000. 25 cũng 1.500.000. Đây. Cái này là cái nó lên nó hai mắt nó lên một mắt thì còn một mắt nữa nó chưa lên. Thì mắt này nó khả năng nó không lên nữa thì thôi em bỏ qua luôn, để vào chậu luôn. Đấy, 1.500.000. Số 26 cũng 1.500.000. Đây nó còn được hai mắt này. Số 26 này còn được hai mắt này. Đó, không tính mắt nữa. Số 26 1.500.000. Đây là dòng lá gân phi 2 lập thạch nha mọi người nhé. Rồi, còn mấy thằng này là mấy thằng 6 mắt Thái Bình. 6 mắt Thái Bình nhá mọi người nhá. 6 mắt Thái Bình này thôi, có lẽ này em không phải cho mọi người xem hoa đâu. Rất là nhiều người biết rồi. 6 mắt Thái Bình. Ở đây thì đơn số 27, 28, 29, 30 mỗi đơn 700.000. Thì đây, kỳ đầu tiên này, cắt khúc ươm kỳ thuần trọng này, còn một mắt ngủ ở bên này, 700.000. Em khẳng định 6 mắt Thái Bình thì không ai bán rẻ như em. Nói luôn, đó là vì những cái kỳ như này ở bên ngoài, họ thị trường họ đang bán khoảng 1 triệu. Đây em bán 700.000. Kỳ thứ hai là số 28 này, cũng là 700 này. Đấy, số 3 này là kỳ số 29 này, cũng 700 này. Thuần trọng 30, 700.000 nữa. Đó, đấy là mấy đơn 6 mắt. Còn đây còn một cây hồng mắt cua của Hòa Bình. Cây hồng mắt cua này chắc chắn em thôi không phải cho xem hoa nữa. Bác nào mà ok chốt được thì chốt thôi nha. Đó, cây hồng mắt cua này thì một mẹ nó đẻ nối hai con. Sau hai con nó thắt ngọn nó đẻ nối một con. Đây rồi, to đây rồi. Con này cũng đang thuần trọng. Con này em bán 1 triệu. Kỳ mắt cua to đùng này bán 1 triệu quá rẻ luôn. Em nói thật. Đợt trước bé tí bán 1 triệu, bây giờ to đùng này vẫn bán 1 triệu. Quá ok cho anh em mua. Thôi, thuận tiện đây thì em quay luôn. Đó là em còn 3 cái kỳ Bùi Việt mắt mờ. 3 cái kỳ Bùi Việt mắt mờ, cái này đã ra dễ rồi. Cái này đã ra dễ rồi. Và cái này đang nhũ. 3 kỳ này mỗi một kỳ em bán 1.800.000 trên một kỳ nhá. 1.800.000 một kỳ trên một kỳ. Hiện tại vườn em đang có bông nở. Đấy, 3 kỳ Bùi Việt mắt mờ này là 1.800.000 trên một kỳ. Thì đây. Cái giò này ở trên cây nó đang rất là nhiều kỳ. Một lần trước em nó có 2 chậu ấy, em mang về em quay cho mọi người xem. Bán kỳ tương lai cho mọi người ấy. Thì có rất là nhiều người bảo em là cây có chuẩn không. Thì đây em hôm nay trả lời. Đây ạ. Chuẩn hay không thì đây cô chú anh chị nhìn biết. Bông này là hoa kích ạ. Hoa kích. Hoa kích nó lên. Nó còn lên từ cái da kỳ trước xong lại mới lên hoa. Đây hoa đây. Đấy, nó chỉ là chuẩn bông thôi chứ còn bông nó không đẹp. Nó chuẩn cây chuẩn bông thôi chứ bông nó không đẹp. Còn kỳ ví dụ như kỳ này bây giờ chắc nó rơi vào tầm 5 triệu. Nhưng mà bây giờ nó chưa có rễ, chưa cái kỳ nào có rễ cả nên không bán được. Đấy, thì cây chuẩn đét luôn, ngon lành luôn với cô chú anh chị nhá, để cô chú anh chị yên tâm.
Đó thì còn ai lấy cái hàng gì thì vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0982 418 124 hoặc là 0981 217 831. Em Tùng Phong Lan Tùng Nguyễn xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video sau nhé mọi người nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.